là gì bây giờ? Hồng Kông. Hồng Kông 1. Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn. Tiên ơi, mày nói gì đấy Tiên? Nói gì đi Tiên? Như người sẽ được má. Ủa sao anh đành bay chữ luôn hay vậy? Ê, Tiến Tiến làm đi câu giống vậy sao đi?